Hello, chào mừng các bạn đến với channel. Hôm nay mình sẽ chơi game Super Mario ở phần Ultra Fury nhé. Chúng ta biến mèo chống lại Bowser này. Mới vào đã phải khởi động bằng màn đánh boss như này rồi. Chỉ mới đấm cho vài cái thôi mà nó bay như thế này rồi. Mày sợ chưa? Đó. Sau một hồi chiến đấu, chạy sợ quá chạy mất rồi. Nhớ mày đánh được hai cái. Như thế này không ăn thua. Boss này. Rồi, sau khi đánh boss thì chúng ta đã mở khóa được bản đồ mới nhá. Có cái kho báu gì ở trong này đây? À, kho báu của anh Sapa. Ăn hết rồi, giờ chúng ta đi ra. Xem là những chỗ khác còn có gì để ăn hay không nào. Chờ này xem còn hụt được nữa không. Rồi. Bắt nha. Bắt được em.
vòng xung quanh. Rồi. Đây cái nữa này. Lần này cũng là lại làm một cái đấu trường. Đã xong. Chúng ta được một cái nữa. Combat. Lạnh như thế này mà cái đám này nó bơi nhở. Đã loại bỏ hết tất cả các đối thủ rồi nhưng mà chẳng được gì à. Chán nhờ. Cái biến hình cái lá cây à, biến hình con rồn à, rồn bay à. Để đi sang bên kia xem có gì à. Ở khu bên kia có mấy cái thùng gỗ kia kìa. Hai quả bom. Sau có cái gì đây? Đuổi nó một lần nữa. Lần trước người đánh nó chưa đủ sợ. Chờ sẵn ở đây. Nó chẳng kịp. Rồi mình sẽ skip qua cho nhanh nhé. Yeah.
thể là đánh bại hoàn toàn được nhanh chóng. Nói là vẫn chưa phải chạy thôi. Cái vai rùa của nó cứng quá. Vâng, và đã đánh bại boss rồi. Mình xin kết thúc video tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu thấy hay thì cho mình một like và subscribe nhé.